làn cát trắng, xe nhịp nhàng quay bánh lướt, hình xe mở khuất trong mênh mông. Ta liên lưu một kiếp giang hồ, dù rằng cuộc sống vô bờ, tim nồng tràn máu vô tư. À ha ha, suối in hình chiếc xe tàn, đêm nào đập vỡ cây đàn, dân đời nào ai mắt say. Thanh Thanh xin kính chào quý khán thính giả của đài BVNTV 57.3. Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình phỏng vấn hội luận của chúng tôi với sự trở lại của chúng Mạnh Xuân Thái, đại diện cho hãng Farmers từ văn phòng Mạnh Xuân Thái Farmers Insurance nằm ở trên đường 11415 đường Bel Air, đối diện với lại khu tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Và chương trình của chúng tôi ngày hôm nay Bảo hiểm và đời sống sẽ trở lại với quý vị. Trước hết thì Thanh Thanh xin chào chú. Xin chào cô Thanh Thanh và kính chào quý vị khán thính giả của đài BVNTV. Dạ vâng, thì giờ mình phải trở lại với một chút về thời tiết. Có lẽ chắc thời tiết này là chú Thái rất là thích nhưng mà đối với Thanh Thanh là Thanh Thanh cũng muốn hơi là bắt đầu như là hơi xỉn xỉn rồi chú. Nó người nào con người mình nó cứ lưng nhìn tôi thấy là tôi thấy mặc đầy đủ các thứ mà sao có Thanh Thanh coi thường nhẹ cái lạnh ở đây quá vậy. Dạ không phải, từ bữa nay là kính thưa quý vị là accident, bị tai nạn thôi. Từ Thanh Thanh cứ nghĩ đó là có thực sự là có coi thời tiết của đài BVN của Xuân Phương gửi đến quý vị đó, có coi, nhưng mà mình cứ nghĩ, mình không hiểu sao mình cứ nghĩ là tới ngày thứ sáu thì mới lạnh. Tức là tối nay là nó vẫn ok, rồi từ nửa đêm 2-3 giờ sáng á, thì bắt đầu nó mới lạnh. Bởi vì ngày mai Thanh Thanh được biết là 90% cơ hội mưa lận, cho nên thường là nhất là những cái tháng này mưa là nó sẽ lạnh. Confident vậy. Yeah. Nhưng mà Thanh Thanh không nghĩ là nó có quá nhanh như vậy và cái thời tiết nó đổi một cái là giống như là mình chở bằng tay, chở bánh tráng. Yeah, thì kính thưa quý vị, thì cơn lạnh nó đã về tới Houston này của chúng ta. Thì cái được cái lạnh thì cũng theo như thời tiết tiên đoán thì người ta bảo rằng năm nay lạnh hơn mọi năm. Wow. Đó thì nhưng mà dù sao mình cũng ở miền Nam này rồi, cái lạnh của nó về đây mình cũng không còn phải sợ hãi lắm, giống như trên miền Bắc hay là trên những vùng có tuyết có nước đá thì rất là khó khăn trên đường sức lái xe. Còn đây, ở đây mình chỉ có bị lạnh tí thôi thì mùa đông mình cũng phải có biết tí mùi lạnh chứ. Dạ. Chứ không lẽ lại cứ nóng như là mùa hè đó. Không chú ơi, nhưng mà theo kinh nghiệm mà đã từng ở bên những cái xứ Âu gọi là Âu Châu, nó rất là lạnh, ở phía bên Bắc Cực á, nó thà là lạnh cứ đều như vậy. Dạ. Thì mình cảm thấy mình không có dễ bị bệnh. Dạ. Mà mình gọi là cái gì, mình expect, mình biết trước được là mình đi ra đường thì sẽ lạnh. Đúng rồi. Còn ở tại Houston này đó, sáng rõ ràng hôm nay quý vị thấy rất là nóng. Đúng và rồi. ấm. Ý không thèm đem theo áo, xong rồi tới khoảng 2-3 giờ thì Thanh Thanh thấy bắt đầu nó lạnh, rồi tới bây giờ thì rất là lạnh. Ở đây anh Quốc Bình không có để mấy cái áo lạnh cho Thanh Thanh sẵn này. Dạ thưa không, mà thường thì Thanh mượn là lẹ đem về nhà xài luôn. Thay hay quên luôn. Cứ mượn là quên giữ nhà luôn, cái tưởng dạ, của mình. Thì cơn lạnh nó về đây thì lâu lâu mình cũng có một tí thay đổi chứ không lẽ cứ nóng quá. Yeah. Thế cho nên thời tiết ở đây thì nói là lạnh chứ cũng chưa có thấm thía gì đấy với những người trên miền Bắc phải không ạ? Yeah. Thì đấy là cái mình ở đây mình cần có thay đổi một tí, có lạnh có ấm một chút xíu. Yeah, đúng rồi. Có lạnh có ấm thì quý vị đi ra ngoài đường mà có shopping giờ này thì cũng phải cẩn thận lái xe, nhất là trong cái parking lot. Mình dè xe ra dễ đụng nhau lắm. Dạ yeah, đúng rồi. Và đụng nhau như thế thì thường nghĩa là khó biết được rằng người nào phải, người nào trái. Tại vì cả hai người cùng dè xe hay hai người cùng đi ở trong parking lot thì mong rằng quý vị có thể nghĩa là dàn xếp với nhau, nói chuyện với họ, dàn xếp với nhau thì bao giờ nó cũng dễ dàng hơn. Trong parking lot rất khó mà có thể, mà có kêu cảnh sát tới họ cũng không có làm một cái biên bản gì, bởi vì trong parking lot là trong một cái đất riêng tư, private property, cho nên họ cũng không có làm cái gì đâu, ngoại trừ trường hợp nếu mà đụng xe mà có thể thiệt hại lên tới vài ngàn đô la hay là có người bị thương thì lúc đó họ mới phải làm mấy cái report. Chứ còn thì thường ra thì họ cứ nói là hai bên dàn xếp với nhau. Thì mình có thể dàn xếp với nhau để cho nó được nhẹ nhàng. Còn nếu mà đụng tới bảo hiểm, lúc đó nó hãng bảo hiểm nói thiệt, tôi là đại diện của hãng bảo hiểm chứ tôi thấy rằng nếu mà để cho hãng bảo hiểm trả thì cũng vài ba trăm.
nhưng mà sau đó nó lại chạc mình tới vài ba ngàn. Đúng rồi. Bị lỗ. Yeah. Cho nên tôi thường thường là thấy những cái chuyện gì nhỏ nhỏ thì mình nên giải quyết với nhau thì bao giờ nó cũng tiện hơn. Và nó không có phải đóng tiền phạt cho hãng bảo hiểm. Chú làm đúng vậy, cái ngay là trong cái tháng 12 này gọi là cái tháng mà đi shopping đó, đi mua sắm á. Yeah. Phải nói là trong cái parking lot rất là, phải nói là hỗn độn và phức tạp, nó kẻ ra người vào rồi, bởi vì vì thế mà Thanh thường hay né tháng 12 đi shopping, là mua cái gì mua trước Thanksgiving hết rồi. Mà sao mà tôi nhìn thấy thì chỉ toàn các cô đi shopping thôi. Không, Thanh sợ lắm, Thanh sợ đi những ngày này lắm, cho nên là ít thường ít mà đi nó mệt lắm quý vị ơi, đi nơi nơi chỗ nào cũng phải đứng xếp hàng cả chục người rồi. Đúng rồi. Mình mua nhiều khi mình cũng một vài món không, nhưng mà bây giờ đó thì tôi thấy rằng mọi người có thể mua online được rồi đấy. Dạ. Yeah. Nhiều, rất nhiều thứ đồ mình có thể mua online, mình có thể ngay ở nhà mình shopping qua cái computer của mình, là mình có thể order được hàng hóa tất cả các thứ. Yeah. Dĩ nhiên quần áo thì cái đó hơi khó. Đúng rồi. Chứ cái đó mình quần phải áo thử. Phải thử, phải đến nơi. Chứ còn những thứ computer, những thứ gì đó, màn hình hay là TV thì mình có thể đều order được hết. Dạ. Yeah. Mà chính ngay tôi cũng order mấy cái món đồ nó gọi là UPS battery backup á. Yeah. Nhưng mà từ hồi Thanksgiving đến giờ nó vẫn chưa đi. Chưa gửi. Đúng rồi. Gửi. Đó thì bởi vậy thì mình phải chờ đợi một chút xíu. Vừa tới nói là chưa chắc là mình sẽ có thể nhận được trước ngày Noel hoặc là không, ngày không. Đúng không cái cái thời điểm mà mình muốn. Yeah. Đúng rồi, ví dụ nhiều khi mình phải muốn cho người ta vào cái dụ giữa tháng 12 mình muốn tặng. Yeah. Mà quà chưa tới thì làm sao tặng đúng không chú? Thì mình bảo cho người ta cái pink slip. Để trở lại với cái bãi đầu xe đó chú, bây giờ Thanh Thanh có hỏi chú một cái này nè, là có lẽ là quý vị nên cẩn thận khi mà thí dụ như mình đang đậu xe ở ngay chính giữa ha, hai bên đây là những cái chỗ mà họ đậu xe đúng không? Đúng. Thì mình đậu ở chính giữa này, mình đang đợi để một cái xe khác nó ve ra để mình chạy vào, mình vào mình đậu, thì lại ngay cái phía chỗ này thì những cái xe đậu lại có xe nó ra. Nào. Nhưng mình không thấy nó. Yeah. Mình cứ cho là nó không thấy mình đi. Yeah. Rồi nó đụng mình như vậy thì cái đó là ai lỗi ai phải? Nếu mà mình đậu xe như vậy mà nó đụng ngang xe của mình thì chắc chắn là nó lỗi. Bây giờ thí dụ như cái đít mình đưa lên một chiếc đít xe đưa lên một chút xíu. Yeah. Nó đậu ở đây thì nó đụng ngay cái đít xe ngay, thôi ngay chứ không phải là ngay nó, giữa như chú nói rồi. Là ngang không? Thì nó cũng là từ ở bên trong ra nên lỗi. À. Nào trong những trường hợp như vậy thì làm sao? Thì mình xuống xe, dạ, mình chụp ngay hai cái vị trí. À. Chụp ngay cái vị trí của hai chiếc xe. Dạ vâng. Đó, thì người ta sẽ nhìn thấy là anh kia đang dè ra. Và mình đang đậu ở giữa. Thì cái đó rõ ràng là bên kia lỗi. Dạ, vâng. Đó, nhớ cho là mình chụp ngay cái bức hình ở cái vị trí, mặc dù nó lại đậu xe vào hay là nó đi ra chỗ nào, nhưng mà mình cứ chụp ngay cái bức hình của cái xe của mình. Dạ. Thì mình nhìn, người ta nhìn thấy là mình ở giữa, còn xe của nó từ bên trong nó đi ra thì không có ai nói rằng là bên mình lỗi được hết. À, ok, rồi vậy là cái đó. Chúng tôi cũng muốn nhắc nhở với quý vị rằng cái vị trí mà khi mà nó xảy ra tai nạn thì mình cố gắng làm sao mình chụp ngay cái vị trí lúc đó, rồi lúc đó mình mới mua cái xe của mình. Dạ vâng. Mặc dù không có xe của người nhưng mà mình cũng cứ chụp vào. Dạ vâng. Rồi lúc đó mình vẽ ra cái hình dạng là cái xe bên kia họ re ra như thế nào hay là họ đi như thế nào, thì lúc đó mình cũng đều nhìn thấy được rằng là cái vị trí xe của mình nó đang ở cái vị trí nào. Thì rất nhiều người adjuster hay cảnh sát họ có thể nhìn vào cái đó và họ biết được rằng ai phải ai trái. Dạ vâng. Yeah. Wow. Yeah. Rồi một cái câu hỏi cũng là ngay trong bãi đầu xe chú. Yeah. Thông thường có nhiều chỗ đó thì nó chỉ cho mình một chiều vô cái chỗ đầu xe, tức là đậu đó nó chỉ dày thôi, nó chỉ là giống như cái xương rồng vậy thôi, xương xương cá như vậy. Rồi mình chạy qua ngược bên kia thì nó sẽ đi ngược lại đúng không ạ? Bây giờ thí dụ như mình chạy vào đây thì mình là đúng chiều là mình chạy vào đây để mà mình đậu. Yeah. Một người ngược chiều. Yeah. Chạy vào. Rồi thí dụ như họ đụng mình, tức là hai xe đều chạy nha chú, không có xe nào đang thì thiệt tình ở trong
cái parking lot nó rất khó mà. Nhưng mà chú họ chạy ngược chiều chú. Nhưng mà ngược chiều cái đó là những ngược chiều của parking lot thôi chứ không phải là nhưng mà cũng chiều là rồi. Ngược chiều đúng không? Người ta đã cố tình vẽ những cái lằn để cho mình đậu xe là xéo như thế này thì đó là mình phải từ đây mình đi nhưng vô mà, thì mới đậu được. Nhưng mà thường thường hai xe nó chạy ngược chiều nhau là mình nhìn thấy nhau. Ít khi nào mà lại đụng đầu nhau ngược chiều lắm. Không nhưng đúng mà thường mà thông thường quý vị nhá, thông thường mà nó chỉ để cho mình đi vô một chiều để mình đậu xe đúng thì rồi. Cái đó nó rất là hẹp. Yeah. Tại vì nó chỉ để cho mình một chiều đi vô thôi. Yeah. Thì hai xe mà chen vô là đương nhiên là sẽ có một cái xe bị cọ quẹ rồi quý vị, giống như là bị chạy chùa rồi. Nhưng mà thường thường đó, khi mà hai xe ngó thấy nhau mà đường có hẹp thì chăng nữa cũng không có cũng nhường nhau. Cũng nhường nhau à. Thì mong rằng quý vị cũng nên tránh cái trường hợp không ra. Cái đó là Thanh Thanh có thấy nha quý vị, cái đó mình cũng phải nên cẩn thận. Dạ, thì mình cũng nên cẩn thận. Thì cái chuyện ở trong parking lot quý vị cũng hiểu rằng là khi cảnh sát tới đa số họ không có thấy cái chuyện nó xảy ra và họ luôn luôn đưa cho hai người mỗi người một cái bản blue bling, cái loại blue report đó, đó để mình tự mình khai lấy. Đó thì cái đó là cái mà mình cần làm để mà mình khai cho bên kia, mình trao đổi information với nhau. Đó. Nào khi mà mình trao đổi information với nhau là mình trao đổi có nghĩa là mình đưa cho người ta cái giấy tờ của mình và mình cũng lấy giấy tờ của người ta để mà đó là mình đưa họ xuống. Giấy tờ gì thì mình phải lấy giấy tờ của họ xuống đúng rồi mình phải đưa cho cái đó là luật. Vâng, kính thưa quý vị, đó là phần 1 của chương trình Bảo hiểm và đời sống với chú Mạnh Xuân Thái và bây giờ xin mời quý vị tiếp tục theo dõi với chương trình Bảo hiểm và đời sống phần 2. Trở lại chú, xin mời chú tiếp tục, không biết là chú có gì bổ sung không? Thì ra cái parking lot thì rất là đơn giản nhưng mà nó phức tạp lắm nha chú. Đúng rồi, đấy thì cái này là thiệt tình mà bây giờ mà nói là trong cái tháng 12 này rất nhiều người cứ hay là cọ quẹt với nhau đó thì không nhiều khi có một phần này nữa không biết là quý vị có cảm giác nhiều khi mình đi shopping nhiều quá đó chú. Cái con người của mình nó không có còn tỉnh táo nữa, nó như là tự nhiên giống như là mờ mắt á. Mờ mắt. Dạ, đi shopping nhiều quá. Nếu vậy thì nhớ quý vị nhớ đừng có đưa cho tiền cho mấy cô này. Các cô ấy đi shopping hết rồi. Không, Thanh nói thiệt là nếu quý vị để ý lúc đầu á mình còn sức khỏe, mình đi sung lắm. Mình mua mình lựa rất là kỹ. Tiền mình đắn đo. Về sau mà mình ví dụ như mình đã ở trong shopping mà 4-5 tiếng rồi, bắt đầu là quý vị sẽ mình mệt lên rồi, bắt đầu cái gì mình cũng muốn mua, mình quýnh quán lên. Cái đó là một là tâm lý chung. Cái thứ hai là ai cũng có cái hiện tượng như vậy. Cho nên nếu quý vị mà có tính đi shopping trong tháng 12 này á, tốt nhất quý vị chỉ đi maximum là 3 tiếng thôi. Tại vì cái giờ đó cũng limit của mỗi con người là chỉ 3 tiếng thôi. Nếu mà quý vị đi hơn là bảo đảm quý vị sẽ mua sai đồ, không vừa ý, mình cũng phải trở lại để mình trả. Mà khi mà quý vị trở lại trả đó, nó cái like nó còn gấp đôi hơn cái like mà mình mua nữa. Thì đấy là kinh nghiệm của người đi kinh shopping. Quý vị đã thấy. Dạ thì cái tự nhiên tôi quên cái gì. Là khi mà mình đi shopping, nào với quý vị cũng cần phải biết được cái lý do an toàn. Mình mua được những cái đồ gì mình cất nhớ đừng có để cho người ngoài có thể nhìn thấy được cái đồ đạc của mình mua. Bỏ trong đó, mình bỏ trong cái trunk của mình. Mình cất đi. Là bởi vì nếu không thì kẻ gian nó cũng sẽ đập cái cửa kính. Nơi đây lấy thì lúc đó nó lại hại cho cái xe của mình nữa. Đúng rồi. Thứ nhất, thứ nhì nữa mình cũng phải cẩn thận. Khi mình lái xe về nhà mình coi rằng là mình có an toàn hay không. Đúng rồi. Nhất là khi về gần tới nhà quý vị phải coi rằng có người nào đi theo quý vị hay không. Nếu mà mình nghi ngờ thì mình hãy đi vòng tới một cái chỗ nào đó đường sáng để mà make sure rằng là không có ai đi theo mình nữa. Đúng rồi. Không có nhiều người á, bởi vì họ đi shopping mua nhiều đồ quá mà cần phải đi thêm nữa, trên tay thì xách rất là nhiều đồ, cho nên đó thôi để mình đi ra xe mình bỏ vô rồi mình đi shopping tiếp để cho tay chân nó rảnh rỗi tí. Đó là những cái mà mình không nên làm. Chú Thanh nghĩ là tốt nhất là mình nên mướn một cái xe. Tại vì ở trong những cái mall đó họ có những cái xe giống như xe của baby đó. Quý vị có thể lấy cái xe đó mình chất đồ ở trong đó 5 đồng một chiếc. Nhưng mà ít ra tại vì Thanh có con nhỏ thì mình biết. Nhưng mà ít ra mình có thể mình chất những cái bao đồ của mình ở trên đó. Nó có cái giỏ nhỏ nhỏ mình chất ở trong đó. Hoặc là mình vô những cái nó có. Nếu quý vị hỏi những cái chỗ mà customer service á, thì họ sẽ nói cho mình biết là chỗ nào để mình mướn được một cái xe gọi là shopping cart ở trong mall.
rồi mình đẩy đi vòng vòng. Vậy thì nó hay hơn là mình cứ sốt phân nửa xong mình lại ra xe mình cất rồi lại ấy. Như vậy thì kẻ gian họ giống như chú Thái nói rất là nguy hiểm, mà đập kính xe như vậy đó thì quý vị phải nhiều khi ví dụ nó nhiều tiền quá thì mình phải bill bảo hiểm. Và nếu mà thí dụ như mức đồ như vậy thì phải bảo hiểm nào chú? Phải bill cái bảo hiểm nào hả chú ạ? Ví dụ mua đồ đem ra xe cất. Đối mua đồ đem ra xe cất thì quý vị cũng thấy rằng đó, ở trong cái bảo hiểm xe không hề có những cái phần nào nó cover đồ đạc của mình ở trong xe. Vậy thì mình có thể cover trong nào? Đó là bảo hiểm nhà. Dạ vâng. Bảo hiểm nhà thì nó có một cái phần nó cover cho những đồ đạc không ở trong nhà của mình. Nhưng mà mình claim cái đó, quý vị phải nhớ rằng khi bất cứ claim một cái bảo hiểm gì, nó đều có cái phần nó gọi là deductible. Dạ vâng. Đó, mình phải trả cái deductible thường thường là 1%, 2% của cái nhà. Vậy thì cái số tiền mình quá có mua đủ hay không? À, đúng rồi. Đó, thì đấy là cái mà đồ đạc mình có thể claim được trong cái bảo hiểm nhà. Nhưng mà quý vị phải nhớ rằng là họ trừ đi cái tiền deductible của mình. À, dạ vâng. Vậy thì cái deductible của cái bảo hiểm nhà của mình là bao nhiêu phần trăm? Đúng rồi. Có những người mua như chẳng hạn cái nhà 100 ngàn, deductible hết 1% thì có lẽ phải là 1 ngàn rồi. Dạ vâng. Mà nếu mà cái nhà mà deductible là 2% là thấy 2 ngàn đi đông. Dạ vâng. Thế nhưng như vậy á, thì cái số đồ đạc của mình có đủ cái tiền đó hay không? Đó thì đấy là cái đó thì mong quý vị nhớ cho là trong bảo hiểm xe hơi không có cái phần bảo vệ đồ đạc như là computer, quần áo, đồ mới mua để trên xe, họ không có ở trong cái bảo hiểm xe. Dạ vâng. Bảo hiểm xe là chỉ bảo vệ cho cái xe mà thôi. Dạ vâng. Đấy. Thì quý vị nhớ cho là nếu mình có nhà thì nó có thể claim trong cái bảo hiểm nhà, nhưng mà ngoại trừ trường hợp mình mua vài ba cái nhẫn kim cương xong rồi để trưng ra cho mọi người thấy rồi nó lấy của mình rồi thì lúc đó mình mới có đủ tiền đi đất cái buộc. Dạ vâng. À, thưa chú, là cái phần đó mình có cần phải mua thêm không chú, khi mà mình mua cái gọi là homeowner's insurance? Nếu homeowner's insurance thì trong cái phần đó nó có ở trong đó, còn nếu mà mình có muốn mua thêm nữa thì muốn mua thêm chẳng hạn về nữ trang. À, dạ vâng. Về nữ trang thì thường thường cái bảo hiểm nhà nó chỉ cover nhiều nhất là 2.000 đồng thôi. À. Đó thì quý vị phải coi vào trong phần đó. Còn nếu quý vị nào có nhiều nữ trang, nhiều kim cương như Thanh Thanh chẳng hạn đấy, thì quý vị cần phải mua thêm. Thanh Thanh cần phải mua thêm để bảo vệ cái số nữ trang nhiều hơn đó. À, dạ vâng. Đó thì mình có thể mua được. Dạ vâng. Dạ. Coi như là khi mà mình mua một cái bảo hiểm nhà thì là những cái gọi là mấy cái cá nhân của mình đều, chẳng hạn như quần áo, bóp, ví hay cái gì đó là đúng đều rồi, có sẵn hết. Đúng khi rồi, mà mình mua nhà. Nhưng mà nếu mà mình muốn mua riêng thêm nữa, thí dụ mình có những cái gì mình đánh giá trị thật cái là giá đó trị, nó là đặc biệt như thêm là jewelry. Dạ. Hay là những Mỹ này thì nó có những cái khẩu súng. Dạ vâng. Đó thì có cần phải mua thêm. Dạ vâng. Nhưng mà về quần áo thì quý vị không cần phải mua thêm, mà cần phải chụp hình. Chụp hình à. Đó, tôi không nghĩ rằng là mình giữ tất cả cái receipt. Đúng rồi. Đúng không? Về quần áo. Vậy thì mình chụp hình tất cả những cái quần áo đó, nhất là quần áo của các bà, các cô. Nhưng mà chú ơi, quần áo cứ ngày nào cũng phiêu vô đi shopping, cứ phiêu vô đầy vậy, chứ chẳng lẽ mỗi ngày đều phải chụp chứ? Nếu mà đi mua hàng ngày thì dĩ nhiên mỗi ngày chụp. Nhưng mà nếu mà người nào thì mua cứ thêm, như tính ra thì khi nào sau khi mua xong một lượt đó thì lúc đó chụp một lần. Chụp lần. Còn như tôi thì cứ 2 năm mua một lần, thì lúc đó thì phải chờ 2 năm. 2 năm sau mới chụp. 2 năm mới chụp được. Kính thưa quý vị, cái quần áo tuy rằng nghe thấy thì là ít. Dạ đúng rồi. Nhưng mà quần áo của các bà các cô là nhiều nhất đấy. Dạ vâng. Đó thì tôi đã đầu sales không hả chú ơi? Từng có những khách hàng của tôi. Dạ, và vâng, đến sau khi mà bị ăn trộm vào nhà. Dạ vâng. Và đến confirm một điều là tiền quần áo của cô chủ nhà đó được nhiều nhất hơn tất cả những cái thứ khác cộng lại. Oh. Là bởi vì người ta có giữ mấy cái hình ảnh đó. Yeah, đó thì cho nên, và khi mà có giữ hình ảnh đó rồi đưa cho hãng bảo hiểm, nhất là về mấy cái phần nó gọi là replacement, thì họ đền cũng rất là đẹp. Yeah, vâng. Đó là mấy cái hãng lớn, hãng Farmer, hãng Allstate với State Farm. Nó đền rất là đẹp và không bao giờ nó complain hết. Đó thì nhưng mà mình phải có bằng chứng. Yeah. Tức là mình có hình ảnh. Uh-huh. Là họ đền cho mình rất rất tốt. Uh-huh. Yeah. Thì đấy là cái điều mà tôi muốn mong rằng quý vị có mua computer hay mua laptop hay mua những cái gì đi chăng nữa thì nhớ chụp hình
và coi rằng cái đó là cái bằng chứng để mà mình có thể đưa ra cho hãng bảo hiểm khi có chuyện mình cần tới. Mà những cái hình chụp như vậy quý vị đừng giữ ở trong nhà, quý vị có thể giữ ở sở làm, giữ ở nhà băng, hay là trao đổi với một người anh em nào đó, để mà lỡ cái nhà mình có làm sao thì mình cũng có cái bằng chứng nó ở nhà khác để mà lấy ra. Tôi không nghĩ rằng là nhà anh mình hay nhà em mình nó cùng cháy với mình mà lừa tiền, cái đó thì là kẹt lắm. Thế chú là nếu mà thí dụ sau khi mà bị cả trộm cả gian đập xe như vậy đó, thì bây giờ cái phần mà đồ đạc của mình là mình đã nói rồi, thì bây giờ nói về phần cái xe thì mình phải làm gì chú? Thì khi mà kẻ trộm đập vào như vậy thì mình có thể khai với cảnh sát. Nào, thì nếu mà chỉ là cái cửa kính thôi thì có thể hỏi các văn phòng bảo hiểm, như là văn phòng của chúng tôi bao giờ cũng có những cái địa chỉ của cái những cái tiệm bán kính đó, thì nó thay vào. Hoặc là quý vị nếu mà muốn, quý vị có thể mua cái phần nó gọi là deductible cho glass replacement. Thì như vậy đó, nếu tôi không nhầm thì tôi mới coi một cái policy là 10 đồng cho một xe cho 6 tháng. Wow. Thì khi như vậy thì họ thay cái kính cho mình và mình cũng không phải trả một đồng xu nào nữa. Còn nếu không thôi thì mình phải trả theo cái deductible ở trong cái phần comprehensive, thường thường là 250 hay là 500. Thế còn nếu mình mua thêm cái phần glass deductible buyback thì tôi thấy là 10 đồng cho một xe. Cái đấy là của hãng Pharma. 10 đồng cho một xe cho 6 tháng. Và nếu quý vị có mua cái phần đó thì nếu mà cái kính bị bể nó sẽ thay cho quý vị mà quý vị không phải tốn đồng nào hết. Vâng, và kính thưa quý vị, là Thành Anh vừa biết được biết là cũng như tất cả đã biết, quý vị đã biết là tháng 11 vừa qua thì văn phòng 2 của văn phòng bảo hiểm Anh Xuân Thái đại diện cho hãng Farmers cũng đã tưng bừng khai trương rồi. Và bây giờ để mà trước khi chúng tôi dành một phút để mà trước khi rời làn sóng thì xin chú một lần nữa cho quý khán giả biết là văn phòng 2 nó nằm ở chỗ nào và cái sự phục vụ của văn phòng nó sẽ ra sao khi mà mình có cái văn phòng thứ hai. Thì kính thưa quý vị, chúng tôi đã có được cái văn phòng thứ nhất ở Bel Air, cũng được quý vị ủng hộ cho hơn 10 năm nay. Và nhất là khi mà Hồng Kông năm họ mới xây, chúng tôi có xuống dưới đó để mà thăm, thì rất được rất nhiều đồng hương của chúng ta khuyến khích tôi nên mở thêm một cái văn phòng hai dưới đó, là bởi vì ở vùng Southeast thành phố, tức là rất ít có những cái văn phòng bảo hiểm, nhất là về Pharma, đấy là họ nói với tôi. Cho nên chúng tôi đã cố gắng và đã mở ra thêm một cái văn phòng nữa để mà quý vị ở vùng South Bell, quý vị ở vùng Gulf Freeway Southeast thì không cần phải lên tới Bel Air. Xe được vào khoảng độ gần 30 mai. Thì quý vị có thể ghé lại cái văn phòng của chúng tôi. Hiện tại nằm ở cái khu Hồng Kông 5, tức là gần ngay góc đường Gulf Freeway và đường Airport. Đúng rồi, đường Airport. Và quý vị sẽ, chúng tôi ở đấy mở cửa cả cuối tuần, là bởi vì nó ngay cái vùng chợ Hồng Kông 5, rất tiện cho quý vị và nghỉ ngày thứ năm trong tuần. Các người giúp đỡ tôi ở đây cũng rất là quen thuộc. Nếu mà quý vị đến đó, quý vị sẽ ngạc nhiên là quen thuộc tới mức độ như thế nào. Vậy thì chắc Thanh Thanh cũng như chú Mạnh Xuân Thái đại diện cho hãng Farmers và văn phòng của Mạnh Xuân Thái, một lần nữa thì mời tất cả quý vị đến văn phòng 2 của chúng tôi. Thanh Thanh biết là văn phòng 2 này một cái văn phòng rộng rãi hơn, gọi là cái diện tích của văn phòng rất là sang và rất là đẹp. Quý vị có thể đến thăm. Và bây giờ Thanh Thanh được biết là văn phòng của chú là đã có lịch 2014 cho năm sau rồi. Đúng cho rồi. Nên quý vị có thể tới đó để mà nhận một cuốn lịch. Và lịch thì có tới hai dạng luôn phải không chú? Một loại lịch mà mình treo tường nó to, và một cái loại lịch mà mình có thể mình để lên bàn cỡ bự như cái iPad này.
Đúng rồi. Thì nếu mà quý vị thứ nhất là ghé thăm văn phòng, xem con văn phòng mới của Chứng Mệnh Sơn Thái như thế nào. Thứ hai thì quý vị nhớ là phải hỏi cho được cái bộ lịch của Chứng Mệnh Sơn Thái. Cảm ơn Thanh Thanh. Và trời lạnh như thế này quý vị có thể dừng lại đấy mà uống tí nước trà hay là nước cà phê để mà cho nó ấm lòng với nhau. Và tôi thì lúc nào cũng trong cái thời gian tới này thì tôi sẽ hay về lại cái khu Hồng Kông 5 để mà có thể tiếp đón quý vị ở dưới đó. Thì mong rằng quý vị dừng chân lại đó để mà hàn huyên. Nếu mà có thắc mắc gì quý vị không gọi được lên trên này kịp thì quý vị có thể hỏi chúng tôi ngay tại văn phòng hoặc là văn phòng chính cũng được. Dạ vâng, chúng tôi... Thanh Thanh biết là văn phòng của chú Thái có một cái ghế sofa ở trên trước, quý vị có thể nghỉ chân khi mà đến hỏi thăm về bảo hiểm. Cái thứ hai là có cả một cái bàn, một cái quầy cà phê, cà pháo đầy đủ quý vị. Cho nên là nếu trời lạnh như thế này thì rất là lý tưởng để mà có thể thứ nhất là mình được một cái bảo hiểm cho mình an tâm. Cái thứ hai là mình trò chuyện với nhau. Và cái thứ ba là quý vị tới đó quý vị sẽ thấy được cái không khí rất là ấm cúng như là một cái đại gia đình của văn phòng Bảo hiểm Mạnh Xuân Thái. Và kính thưa quý vị, giờ đây thì chương trình của chúng tôi đã hết giờ rồi. Thanh Thanh xin cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Và trước khi rời làn sóng, Thanh Thanh xin mời chú Thái gửi lời chào đến khán giả. Và chủ nhật này cũng cũng rất là đặc biệt ở dưới Hồng Kông 5 thì văn phòng của ông Cảnh Thiên Hoa Đà cũng mở thêm một cái văn phòng 2 ở dưới đó để cho nó vui vẻ, cũng phục vụ đồng hương dưới đó. Thì nhân đây tôi cũng xin chúc mừng ông Cảnh Thiên cùng gia đình đã mở một tiệm Hoa Đà dưới đó nữa. Như vậy thì chúng tôi cũng sẵn sàng để mà nhận đón thân chủ Hoa Đà vào văn phòng bảo hiểm của chúng tôi. Đúng rồi. Quý vị thấy là rõ ràng là tất cả những cái cơ sở thương mại ngay tại cái khu sầm uất nhất, mình nói là ở ngay khu Bel Air, lúc nào những khu thương mại này cũng không bao giờ quên chúng ta, ngay tại khu 45 sao hoặc là những cái nơi xa hơn khỏi cái khu sầm uất Bel Air, họ lúc nào cũng nhớ đến chúng ta làm như thế nào để mà một cách phục vụ tốt nhất mà là hữu hiệu nhất. Đúng rồi. Và sáng chủ nhật này thì văn phòng Hoa Đà có mở khai trương, và đặc biệt quý vị muốn tới và được coi ông Cảnh Thiên coi mạch cho quý vị, chắc tôi cũng xếp hàng ở đấy coi mạch, được coi mạch free. Đúng rồi ha. Thì có những cái gì đặc biệt đó thì tôi chưa biết, nhưng mà được coi mạch free để tôi coi mạch coi có cách nào người mình nó thon thả được một tí không. Nếu mà ông Cảnh Thiên làm được cái đó là tôi đi hàng đầu đó. Thanh Thanh thì tưởng là chú sẽ đi coi làm như thế nào để mình gọi là gì, trẻ mãi không già. Vâng, và kính thưa quý vị, nhân đây thì để vâng thân chúc nhà thuốc Hoa Đà được thành công ở dưới đó. Và một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, và xin thân chào kính chúc tất cả quý vị được một mùa lễ này lái xe an lành và bình yên. Dạ vâng. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Đời Sống và Bảo Hiểm của chúng tôi cùng với văn phòng Bảo hiểm Mạnh Xuân Thái. Nếu quý vị có những thắc mắc gì, xin quý vị gọi trực tiếp với văn phòng của chúng Mạnh Xuân Thái 281-530-0577. Và bây giờ chúng tôi xin được phép rời làn sóng. Xin kính chúc quý vị một buổi tối bình an và hạnh phúc. Xin chào. Bánh xe quay nhanh nhanh, chiếc thân xe rung rinh, chim trong làn cát trắng, xe nhịp nhàng quay bánh lướt, hình xe màu khuất trong mênh mông. Một kiếp giang hồ, dù rằng cuộc sống vô bờ, tim nồng tràn máu vô tư. À ha ha, suối in hình chiếc xe tàn, đêm nào đập vỡ cây đàn, dân đời nào ai mắt xanh.